lớp thì các cô giáo dạy tiếng Anh lúc nào cũng khen Hoàng Long học giỏi tiếng Anh, hết lớp là về là thôi, lúc nào con học giỏi tiếng Anh mà mẹ, con học so với các bạn là con học học tốt hơn thôi chứ chưa giỏi, con cần phải cố gắng. Thế là bắt đầu học đây, con đang viết từ mới cô ạ, cuối tuần là mẹ cho viết từ mới, những Vâng. từ ví dụ trong Rakit hay Cocket là những cái từ từ mới nhưng bạn học mà bạn chưa nắm được là bạn viết lại nhiều lần. Biết lại có gì nghĩa không ạ? Đúng. Vâng. Có. Mẹ trang nghĩa Mẹ sẽ chỉ có. hỏi thôi, mẹ chỉ hỏi thôi. Hỏi là ví dụ như là từ này nghĩa là gì? Là con có biết trả lời. Hello. Dạ Cô chào hai mẹ con. cô. Ok, hello. Cô chào hai mẹ con. Con đã học tiếng Anh đâu chưa ạ? À, con em chưa. Chưa, bạn lớp mấy rồi ạ? Bé này em lớp 1 ạ. À. Năm nay vào À. lớp 1 đấy ạ. Đang Thực độ ra tuổi bạn. là lúc đầu nhiều cái là kiểu mình cũng thiếu cái sự kiểu gọi là con còn nhỏ mình không quan tâm nhiều, nhưng em thấy bây giờ con vào lớp 1 là cảm thấy mình quan tâm là muộn ấy. Thì thấy Quá các rõ. mẹ bây giờ cho các con học từ rất sớm nó rất là tốt, bỏ qua cái kiểu giống như kiểu em cho Vâng. là thời điểm vàng của con đấy. Nhưng mà thôi thì thà muộn còn hơn là bây giờ bạn thì lớp 1 cũng phải cố cho con gọi là để biết một chút, còn hơn là Vâng. mình bỏ qua, nhưng mà càng sớm ngày nào càng tốt ngày đấy. Hơn là để khi con ở lớp 3, lớp 4 như ấy thì em sợ lại muộn quá, con sẽ là ấy hơn. Vâng. Từ bé thứ hai thì sẽ thể ấy hơn hơn bạn đầu đấy, em nhiều cái em cũng không biết. Vâng. Tức là nhìn thấy là các bạn nhỏ mà có thể còn nói tiếng Anh được thì nó tạo cho mẹ cái suy nghĩ là con cần phải học sớm mới tốt đúng không ạ? Vâng, Hay là đúng mẹ rồi. đã đọc cái tài liệu nào về độ tuổi vàng cho con học tiếng Anh? Vâng, em lên trên mạng ấy ạ. Thì các bạn là lúc đầu là học lớp 1, xong bắt đầu là các bạn lên mới bắt đầu cũng hiểu em ở trường chuyển vào trường công ấy cô. Thế là mới các bạn mới vào lớp 1 thì mới bắt đầu có tiếng Anh. Thế bắt đầu em mới từ cái con học ở trường em mới tìm hiểu, tức là ở trên mạng ấy. Thế là bắt đầu mới biết là các khóa học bây giờ không học theo hướng của ngày xưa, mà bây giờ các con sẽ đọc theo đánh vần. Đấy mà em thấy cái đấy rất là hay, mà cái đấy không phải học như mình ngày xưa rất là vất vả. Đấy. Thế là em tham khảo mở mới cho con học. Thế mẹ biết đến cô là qua ai? Hôm nay em vô tình em đọc được cái cô nói là các ba mẹ đồng hành để lấy tiếng Anh của với con. Thế là em Vâng. thấy hay quá, tại vì em cũng cho con xem một vài cái video của cô ấy à. Vâng. Đấy, là em đấy đang kiếm ơn chị em thì không biết cái khóa mà cô cho các con, chứ nếu mà em biết chắc thì hơn cho con cơ gọi để cho con biết một chút, sau đó là nếu mà con thích thì mình sẽ hướng con là như thế là rất tốt. Em muốn là kiểu con sẽ không phải giống như kiểu là mình bắt con phải học tiếng Anh ấy, mà muốn sẽ khơi gợi dần 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 con cho con giống như kiểu là cái sự hứng thú dần dần ấy cô. Mà lúc đấy con học con không phải cảm giác như là mình thấy tiếng Anh, mẹ thấy tiếng Anh quan trọng mà bắt con phải học đấy, Vâng. mà cảm con tự nhiên thích học ấy, con thích học được cái môn yêu cần yêu thích cái môn đấy thì sau này mình sẽ nhàn, mà con cũng sẽ vào hơn là mình chỉ cho con là cái môn đấy quan trọng nhưng mà con lại không có niềm yêu thích thì sau này rất là vất vả. Ta cứ bình tiếng Việt cứ bình tĩnh, trước sau gì cũng biết hết. Đầu tư tiếng Anh thì nó chỉ có giai đoạn vàng thôi, nó rất là quan trọng như thế. Đúng ạ? Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái bài học ngày hôm nay đi ạ. Còn hôm nay chúng ta học âm tiếp theo là âm số 3 đi ạ. Thảo có thể học cùng với con này, chị có thể chia sẻ những cái mình biết về cái âm này để giúp cô nhé. Âm là âm bật hơi và là âm vô thanh. Vâng. Bật hơi và âm vô thanh. Âm bật hơi là gì? Âm vô thanh là gì ạ? Âm bật hơi là bật hơi khi đọc ta bật lên làm bay tờ giấy. Còn âm vô thanh là khi đọc thì cổ họng của mình không rung lên. Bật hơi à, âm vô thanh là cổ họng không, thanh quản không rung lên Không, đúng không đúng ạ? rồi, không rung Đấy. lên. Rồi thế thì bây giờ các mẹ hãy chuẩn bị một tờ giấy trước miệng đi ạ. Cái âm này là âm vô thanh, tức là chúng ta sẽ không tạo ra âm thanh ấy, nó chỉ tạo bật ra một luồng hơi thôi. Không phải là tờ mà là à, mẹ rõ chưa ạ? Mẹ Thảo vừa đọc thấy bật rất là tốt rồi. Được. Rất là tốt rồi, để lát nữa xem ghép vào từ thế nào nhé mẹ nhé. Rồi,
Đối với cái âm này thì nó sẽ là một âm bật hơi, tức là khi mà chúng ta đọc thì sẽ bật ra một luồng hơi mạnh ạ, làm bay giấy lên ạ. Đầu lưỡi chúng ta sẽ chạm vào chân hàm răng trên ạ, thì mới bật ra được mạnh được. Đầu lưỡi chạm chân hàm răng trên, bật mạnh. Thế thì đối với mỗi âm thì các mẹ lưu ý nhé, là chúng ta sẽ quan tâm đến âm bật hơi này, khẩu hình miệng như thế nào này, tiếp theo là vô thanh như thế nào nhé. Các mẹ đã hiểu hết ba cái lý thuyết này chưa, như thế nào từng bước chưa ạ? Vô thanh là gì ạ? Bật hơi là gì? Khẩu hình miệng là gì chưa ạ? Yes. Yes. Mẹ Hiền đã hiểu chưa ạ? Yes. Ok, rồi. Thế thì chúng ta sẽ đến với cái ý tiếp theo. Cái quan trọng đây là khi mà ghép vào từ ấy thì người Việt rất là hay sai. Bây giờ chúng ta sẽ lưu ý là ghép vào từ vẫn giữ nguyên cái độ bật hơi nhá. Giữ nguyên cái độ vô thanh và bật hơi, nó không phải là tu mà là chữ, được chưa ạ? Tu. Bật hơi mạnh nữa ạ. 3 lần ạ. Okay, great. Giỏi quá. Giờ con hướng dẫn cho mẹ luôn. Chúng ta sẽ xử với cái từ tiếp theo nhá. Hey. Very good. Nó xong luôn ạ. Tiếp theo ạ. Time. Time. Quá. Ok. Mình biết gì mà mẹ mẹ đọc giỏi thế nhỉ? Học với con. Nhưng mà mẹ học với con đến cái độ thấm như thế nào thì mới bật được vậy chứ. Luyện rất là nhiều. Ok, tiếp tục ạ. Chào. Mẹ học không? Chào. Đúng vậy, mẹ học ở cùng con tại cái sinh. Rồi mẹ Hiền ạ. Chào. Tốt hơn rồi. Rồi, có cái độ bật lên là được nha. Buổi đầu tiên như thế là được rồi. Tiếp theo ạ. Thì cái âm này, cái âm này đang ở cuối. Đó, thì mẹ sẽ bật âm cuối này lên nhá. Mạch. Được chưa ạ? Mạch. Mạch. Âm cuối thì dễ đọc hơn đúng không ạ? Tiếp theo là bạt. Bạt. Good. Tiếp theo ạ. Cat. Cat. Tiếp theo ạ. Jet. Jet. Ok, mẹ em có câu hỏi gì không? Chưa hiểu không? Em vẫn không biết là sao để bật hơi nó mạnh ra. Thì bây giờ cứ luyện tập hàng ngày thôi. Luyện tập hàng ngày thì nó sẽ thoát ra được cái hơi của mình nhá. Cái quan trọng đây là luyện tập hàng ngày. Chính vì vậy mà các ba mẹ và các con đây là đều phải luyện hàng ngày hết, để mới có thể thay đổi được cái cách phát âm nó đi vào trong tiềm thức. Và cái lưỡi, cái miệng của chúng ta nó mềm hơn thì chúng ta sẽ phát âm được tốt hơn. Ví dụ như ngày hôm trước, những cái âm mà đưa lưỡi ra giữa hàm răng này chúng ta không thể làm được, nhưng mà những cái buổi hôm sau thì lưỡi nó mềm hơn, tự nhiên lại làm được. Thì đó là do chúng ta luyện tập hàng ngày thôi. Được chưa ạ? Có bài giảng của cô ở trên kênh YouTube thì mẹ có thể lên xem lại nhé. Ta sẽ vào những cái video ở đây luyện từng âm để chúng ta học ạ. Đầy đủ, gần đầy đủ 4 âm đấy ạ. Ví dụ như là học đến âm nào thì mẹ sẽ mở cái âm đó ra và luyện lại. Vâng, chào mẹ Ngọc Bích ạ. Chào Pha, chào mọi người. Ba chứ không phải mẹ. Ba nuôi. Ba bảo. Ở Gia Bảo á. Ba ở Hà Tĩnh. À thế à, vâng. Lý do gì mà hôm nay bà lại lên lớp học để học lại tiếng Anh ạ? Ba cũng muốn cháu tham gia vào lớp học của mình mà. Hơn nữa là bà cũng rất mong muốn được đồng hành. Tức là bà mong muốn là con là cháu của mình có thể nói được tiếng Anh. Và bà mong muốn là học lại tiếng Anh từ đầu để đồng hành cùng với cháu đúng không ạ? Vâng. Rất là mong muốn. Bà cũng thường được đi du lịch á. Bà thấy nhiều người người ta nói được, mình không nói được là rồi cũng thiết tha học. Rồi hai ông bà cũng nộp tiền vào trung tâm học hết 12 triệu, nhưng mà cảm thấy không hiệu quả bằng theo với cả cái chương trình như cô này bây giờ. Rất hiệu quả. Hai ông bà đăng ký đi học rồi ở trung tâm rồi. Hai ông bà đi học. Con cháu này đăng ký. Tuyệt vời quá. Việc rất là đúng. Mỗi lần mình đi du lịch chứ thấy người ta nói được, ta giao tiếp được, chỉ hai ông bà mình không nói được rất là buồn. Thôi ta về ta cũng học. Đóng hết mà học cảm thấy như này thì mình thấy học ở nhà nó hiệu quả hơn. Vâng. Thế là sống mà đã từng trải nghiệm nhưng mà cảm thấy không giá trị bằng mình theo học các cái lớp học như cô mở bây giờ đấy chẳng hạn. Rất là giá trị. Vâng ạ.
là cảm ơn. Bà đã học được buổi nào chưa? Bà chưa học được buổi nào thì bà đã xem kênh của con chưa ạ? Mà bà lại nghĩ là cái phương pháp này sẽ giúp cho bà. Có, vì trước đấy cũng theo cái cũng cũng mở YouTube rồi cũng thấy cái phát âm, nói chung là cũng theo nhiều nhiều clip lắm, nhưng mà trở đi trở lại là cũng cái cách mình phát âm rồi thấy rất là quan trọng, mà mình lại biết ghép được, mình nhìn vào mình biết cách để phát âm. À, tuyệt vời quá ạ. Vâng ạ. Hy vọng là sau khóa học này sẽ giúp được bà trong quá trình là đồng hành cùng với cháu, cũng như là mình có thể giao tiếp được khi mà mình đi du lịch để mình tự tin hơn ạ. Hôm trước cũng có một người bà và bà cũng đang học để đồng hành cùng với cháu đấy, phát âm rất là tốt. Mà khi mà mình đã thích này, mình đã hiểu này, hiểu cái phương pháp đó đã mang lại cái lợi ích gì cho mình thì mình sẽ thực hành rất là dễ, rất là tốt. Tại vì mình có cái tinh thần là học. Các ba mẹ nhớ hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Dung Thang và like fanpage Học Tiếng Anh cùng cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.